Đây là cây me đá các bạn. Me đá ha. Gỗ nó rất là cứng ha. Hôm nay mình sẽ bị mắt thứ hai bắn. Nè, rất là may mắn nha các bạn. Nè, rất là may mắn nha các bạn. Đây là cái cây me đá ha. Cái gỗ nó rất là cứng luôn, cái vân của nó rất là đẹp các bạn. Mình nhìn ở trong cái máy quay thì mình không có thấy rõ cái vân nữa ha. Ở ngoài thì nhìn cái vân nó rất là đẹp luôn. Rồi, cây me đá chặt bẫy ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nhớ đăng ký để xem nhiều món đá nha. Cảm ơn các bạn.